cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay của danh thủ vương thứ nhất. Đây là ván đấu cho vòng 1 của giải cờ tướng bằng thành bôi năm 2023, khi mà bên đỏ đi tiên là danh thủ Hoàng Hải Lâm và ngày cầm bên đen là ngôi sao số 1 của cờ tướng Trung Quốc, chiến thần vương thứ nhất. Chứ. 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 Chứ.
将军。吃。吃。吃。Tới hình cờ trên thì trong bối cảnh cờ tàn như vậy bên tiên của danh thủ Hoàng Hải Lâm, anh đã buông cờ xin thua trong hình cờ đó khi mà đường công đến từ bên đen đang tỏ ra quá mạnh và khó ngăn cản trong bối cảnh như vậy. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Đây là ván cờ cho vòng 1 của giải cờ tướng bằng thành bôi năm 2023. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.